Thưa quý khán giả, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến 17 giờ ngày hôm nay, 7 tháng 8 2021, thành phố Cần Thơ đã có 2.135 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 1.295 trường hợp phát hiện trong khu cách ly phong tỏa, 840 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng và 376 trường hợp điều trị khỏi. Riêng trong ngày hôm nay, 7 tháng 8, qua xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã phát hiện 120 trường hợp mắc COVID-19, bao gồm 81 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm trong khu cách ly tập trung, 24 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm trong khu phong tỏa, 3 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm, 12 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Trung tâm đã phối hợp truy vết 41 F1 và 22 F2, qua đó lấy mẫu 41 mẫu và đưa cách ly tập trung 41 F1. Tiếp tục điều tra truy vết F1 và của 8 F0. Đồng thời, tiếp tục điều tra truy vết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ lưu ý những điểm dịch cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo gồm các ổ dịch tại phường An Nghiệp, An Phú, Tân An, Cái Khế, quận Ninh Kiều, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, phường Bình Thủy, An Thới, quận Bình Thủy, thị trấn Thới Lai, xã Trường Thắng, Trường Xuân B, huyện Thới Lai, bệnh viện Lao và bệnh phổi, phường Thới An, Phước Thới, quận Ô Môn, phường Thốt Nốt, Tân Lộc, quận Thốt Nốt, xã Thạnh Phú, Thới Đông, Cờ Đỏ và xã Thành Tiến, huyện Vĩnh Thạnh.